Báo mới đây. Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip do người phụ nữ ghi lại cuộc tranh luận với một lái xe taxi. Theo nội dung clip, hai người phụ nữ đi taxi từ Bệnh viện Mắt Trung ương trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về khu đô thị Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Khi tới địa điểm như đã yêu cầu, đồng hồ tính tiền báo 519.000 đồng phí di chuyển. Không đồng tình với số tiền này, hai người phụ nữ thắc mắc cho rằng tài xế lấy giá cao và bất bình thường nên đã chất vấn lại tài xế. Sau đó, tài xế cho biết giá tiền cho mỗi km đi là 20.000 đồng, nhưng khi khách gọi cho tổng đài và được biết giá hãng là 12.500 đồng trên 1 km. Hai người tiếp tục tranh luận về quãng đường 14 km. Qua tìm hiểu, tài xế taxi trên mới được nhận vào của hãng taxi có địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng và đang được cho tạm nghỉ việc. Báo mới đây. Thật đáng buồn khi những chiếc phao cứu sinh được đặt trên cầu Trương Dương và cầu Nhật Tân ở Hà Nội hiện đã không cánh mà bay. Trước đó, câu lạc bộ bơi khám phá đã đặt 30 chiếc phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng ở thủ đô. Theo dự kiến sẽ là 400 chiếc ở tất cả các địa phương. Những chiếc phao này được lắp với mục đích cứu giúp người bị nạn đuối nước khi cần. Người xuống cứu yên tâm hơn, người gặp nạn có cơ hội sống cao hơn. Hiện cộng đồng mạng đang rất phẫn nộ với tình trạng này và cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc truy tìm những tên đạo trích đã thực hiện hành vi trộm cắp trên. Báo mới đây. Tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar để tiến vào chung kết SEA Games 31. Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo sau đó đã thừa nhận gặp khó khăn trước Myanmar. Trận đấu với Myanmar rất khó khăn, hai đội đá ngang ngửa nhưng chúng ta nhỉnh hơn về khả năng cầm bóng và cũng sút nhiều hơn. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn để giành chiến thắng. Đây là món quà để dâng bác nhân ngày sinh nhật cũng như người hâm mộ cả nước, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ. Ngoài ra, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng bày tỏ sự cảm kích đối với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt sau khi toàn đội nhìn thấy các cổ động viên xếp hàng dài để lấy vé xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tranh huy chương vàng cùng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 5 cũng trên sân Cẩm Phả. Trong khi đó, vào tối nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu để tranh vé vào chung kết với U23 Malaysia. Chúc các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu thật tốt và cũng mang được quà về dâng bác như các cầu thủ nữ đã làm. Báo mới đây.